Cô xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Lâm Thị Ngọc Thơ, hiện cô đang công tác tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, hiện quỳnh Lợi. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em qua tiết tập làm văn lớp 4. Trước khi đi vào bài mới, các em cần lưu ý cho cô một số điều. Các em cần chuẩn bị cho cô vở ri, sách giáo khoa tiếng Việt 4 tập 2, quả bài tập tiếng Việt 4 tập 2 để thực hiện các phần trong bài. Cần có chỗ ngồi đầy đủ ánh sáng. Cần giữ khoảng cách với màn hình TV. Và cuối cùng, các em nhớ chú ý theo và dõi bài giảng nhé. Trước khi đi vào bài học, các em cùng cô ôn lại bài cũ nhé. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật. Bài văn miêu tả đồ vật gồm 3 phần. Phần 1 mở bài, giới thiệu đồ vật định tả. Phần 2 thân bài, tả bao quát, tả chi tiết theo trình tự nhất định. Phần 3 kết bài, nêu cảm nghĩ hoặc tình cảm của người tả đối với đồ vật đó. Các em ơi, cũng có một dạng văn miêu tả gần sống với dạng văn miêu tả đồ vật đây các em. Vậy giảng văn ấy là gì? Cô mời các em cùng cô sang bài hôm nay. Tập làm văn, cấu tạo bài văn miêu tả cây cối. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt 4, tập 2, trang 30. Sau bài học hôm nay, các em cần đạt được những mục tiêu sau cho cô. 1. Nắm được cấu tạo bài văn miêu tả cây cối gồm 3 phần. Mở bài, thân bài, kết bài, 2. Nhận biết được trình tự miêu tả trong bài văn tả cây cối 3. Lập được dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học Ở bài này, các em cùng cô thực hiện 3 nhiệm vụ chính 1. Nhận xét 2. Ghi nhớ 3. Luyện tập Cô mời các em cùng cô thực hiện nhiệm vụ 1. Nhận xét ở đây cô có bức tranh chụp cảnh bãi ngô đang trong thời kỳ phát triển xanh tốt đấy các em Vậy bãi ngô này phát triển xanh và tốt như thế nào? Các em cùng cô sang bài 1 nhé Bài 1 đọc bài sau đây xác định các đoạn văn và nội dung của từng đoạn Các em lắng nghe cô đọc bài Bãi ngô, bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt Mới dạo nào, những cây ngô còn lắm tắm như mã non. Thế mà chỉ lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. Trên ngọn, một thứ búp như kích bằng nhung và phóng vương lên. Những đèn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng nổ gợi bay đi. Núp trong cuốn lá, những búp ngô non nhú lên và lớn dần. Mình có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng óng ánh. Trời nắng chan chan, tiếng thu hút gần xa ran rang, hoa ngô sơ xét như cỏ mây, lá ngô quắt lại rũ xuống, những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay người đến bẻ men quề theo nguyên hồng. Ở bài này, tác giả đã chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến là nõn nè. Đoạn 2 tiếp theo cho đến là ống ánh và đoạn 3 là đoạn còn lại đấy các em. Đến đây chúng ta đùa thực hiện được nhiệm vụ 1 và 2 của bài này gọi đấy các em. Tiếp theo cô mời các em cùng cô xem thực hiện nhiệm vụ 3 xác định nội dung từng đoạn nhé. Ở đoạn này, các em sẽ thấy hình ảnh những cây ngô lúc còn nhỏ lắm tắm như những cây mạ non, nhưng chỉ ít lâu sau những cây ngô này đã phát triển xanh tốt. Nội dung đoạn này, tác giả đã giới thiệu bao quát về bãi ngô, tả cây ngô từ khi còn lắm tắm như mạ non đến lúc trưởng thành. Chúng ta sang đoạn 2. Ở đoạn này Tác giả đã miêu tả ngọn ngô, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vương lên. Núp trong cuốn lá, những búp ngô non nhú lên và lớn dần. Nội dung đoạn này, tác giả đã tả hoa và búp ngô non sai đoạn đơm hoa kết trái. Tiếp theo chúng ta sang đoạn 3. Đoạn 3, chúng ta sẽ thấy hình ảnh những lá ngô quất lại rũ xuống những quả ngô đã mập quà chắc, chỉ chờ tay người đến bẻ mang về. Nội dung đoạn này tác giả đã tả hoa và bắp ngô non trong giai đoạn thu hoạch. Ở đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 của bài Bãi ngô sẽ tương ứng với phần là mở bài nè. Thân bài, Hoặc kết bài theo cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối đấy các em ạ. À. Vậy chúng ta vừa tìm hiểu nội dung của bài Văn Bãi Ngô. Bây giờ các bạn cho cô biết tác giả đã miêu tả bãi ngô theo trình tự nào? À, cô tin chắc em đã suy nghĩ ra rồi đúng không? Ở bài Bãi Ngô, tác giả đã miêu tả theo trình tự từng thời kỳ phát triển của cây. Lúc đầu, những cây ngô còn lắm tắm như mạ non, chỉ một thời gian sau, những cây ngô đã phát triển xanh tốt và mọc ra những búp ngô non những, bích, những búp ngô non dần lớn thành những quả ngô mập quả chất Đến thời gian thu hoạch đấy các em ạ à. Ở bài này tác giả đã miêu tả theo trình tự Từng thời kỳ phát triển của cây Còn một cách miêu tả bài quang khác nữa bài Tiếp theo cô mời các em cùng cô sang bài 2 Để xem cách miêu tả ấy là gì nhé bài 2, đọc lại bài cây mai tứ quý, sách tiếng Việt 4, tập 2, trang 23. Trình tự miêu tả trong bài văn ấy có điểm gì khác bãi ngô. Cô mời các em lắng nghe cô đọc bài. Cây mai cao trên 2 mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc, tán tròn tự nhiên xề rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Góc lớn bằng bắp tay, cạnh vuông đều, nhánh nào cũng rắn chắc, mai tứ quý nở bốn mùa cánh hao vàng thẳm xếp làm ba lớp năm cánh đài đổ tiếng như ức gà chọi đổ suốt từ đời hoa sang đời kết trái trái kết màu chín đậm ống ánh như những hạt cơm đến trên tầng áo lá lúc nào cũng xâm xê một màu xanh chắc bền đứng bên cây ngắm hoa xem lá ta thầm cảm phục cái màu nhiệm của tạo quật trong sự hào phóng và lo xa đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày tết lại có mai tứ quý cần mẫn thịnh vượng quanh năm theo nguyễn vũ tiềm ở bài này chúng ta sẽ chia thành 3 đoạn đoạn 1 từ đầu cho đến là gắn chắc đoạn 2 là tiếp theo cho đến là chắc bàn và đoạn 3 là đoạn còn lại. Tiếp theo cô mời các em cùng cô tìm hiểu nội dung từng đoạn nhé. Ở đoạn 1, tác giả đã miêu tả về chiều cao, dáng thân, tán gốc cành của cây mai đấy các em. Nội dung đoạn này, tác giả giới thiệu bao quát về cây mai, chiều cao, dáng thân, tán gốc cành và nhánh. Chúng ta sang đoạn 2. Ở đoạn này, tác giả đã miêu tả những cánh hoa có màu vàng thẫm nè. Những đài hoa màu đỏ có những trái kết. Nội dung đoạn này, tác giả đã tả kỹ về cánh hoa và quả mai đấy các em. Tiếp theo chúng ta sang đoạn 3. Đoạn 3, khi tác giả đứng ngắm hoa, xem lá, đã nêu lên cảm nghĩ của mình đối với cây mai tứ quý. Nội dung đoạn này, tác giả đã nêu lên cảm nghĩ của người miêu tả ở đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 của bài cây mai tứ quý sẽ tương ứng với rằng là mở bài nè phần thân bài và phần kết bài theo trình tự cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối đấy các em ạ à. như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của hai bài văn bây giờ các bạn tìm cho cô điểm giống nhau hoặc khác nhau giữa hai bài này nhé. À, chắc các em đã tìm ra rồi đúng không? Cô mời các em quan sát. Ở hai bài này, chúng ta sẽ thấy điểm giống nhau đều có phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài đấy các em. Nhưng ở phần mở bài có bài bãi ngô. Thì tác giả đã giới thiệu bao quát về bãi ngô, tả cây ngô từ lúc còn non đến khi xanh tốt còn sang bài cây mai tứ quý tác giả đã giới thiệu bao quát về cây mai chiều cao dáng thân tán góc cành và nhánh ở phần thân bài có bài bảy ngô tác giả đã tả hoa và bút ngô non giai đoạn đơm hoa kết trái sang phần bài cây mai tứ quý tác giả đã đi sâu tả cánh hoa và trái của cây mai Phần kết bài của bài bãi ngô, tác giả đã tả hoa, lá và bóc ngô giai đoạn thu hoạch được. Còn phần kết bài có bài cây mai tứ quý, tác giả đã nêu cảm nghĩ của người miêu tả. Ở phần bài bãi ngô, tác giả đã tả theo từng thời kỳ phát triển của cây. xen phần bài cây mai tứ quý, tác giả đã tả theo từng bộ phận của cây đấy các em ạ. À. Đây cũng chính là hai cách miêu tả trong bài văn miêu tả cây cối đấy các em. Từ cấu tạo của hai bài văn trên, các em giúp cô rút ra nhận xét về cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối. Đây cũng là yêu cầu của bài tập 3 đấy các em. À, chắc các em đã rút ra được nhận xét rồi của mình, riêng mình đúng không? Cô mời các em quan sát. Ở bài văn miêu tả cây cối sẽ thường là có 3 phần. Một phần mở bài tả hoặc giới thiệu bao quát về cây hai thân bài tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây ba phần kết bài có thể nêu lợi ích của cây ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả đối với cây đây cũng chính là phần ghi nhớ đấy các em các em về nhà cần học thuộc phần ghi nhớ này để bài sau có thể vận dụng tốt vào việc viết một bài văn miêu tả cây cối hoàn chỉnh nhé để khắc sâu hơn kiến thức, cô mời các em cùng cô sang phần 3 luyện tập. Thực hiện hai bài tập nhỏ trong phần này nhé. Bài 1, đọc bài sao và cho biết cây gạo được miêu tả theo trình tự nào? Ở đây cô có bức tranh cây gạo. Cô mời các em quan sát bức tranh cây gạo và lắng nghe cô đọc bài cây gạo để biết cây gạo này được miêu tả theo trình tự nào nhé. Cây gạo Cây gạo xà mỗi năm lại trở lại tuổi xuân Cành nặng chiểu hoa đỏ mộng và đầy tiếng chim hót Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông hoa gạo lìa cành Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chuối xuống Những cánh hoa đỏ rực, quay tiết như trong chống nôm thật đẹp hết mùa hoa chim chóc cũng quản cái gạo chấm dứt những ngày tưng bừng hồng ả lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư cây đứng im cao lớn hiền lành làm tiêu cho những con đò cặp bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh những bông hoa gạo đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo mút mít hai đầu thon cút như con thôi sợi bông trong quả đầy dần căng lên những mảnh vỏ tách ra cho các muối bông nở đều chín như nồi cơm chín đội vung mà cười trắng ló cây gạo như treo gung ginh hàng ngàn nồi cơm gạo mới theo vũ tú nam các em vừa lắng nghe cô đọc xong bài cây gạo ở bài này chúng ta sẽ chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến là thật đẹp, đoạn 2 tiếp theo cho đến là quê mẹ và đoạn 3 là đoạn còn lại. Bây giờ cô mời các em cùng cô sang tìm hiểu nội dung từng đoạn nhé. Ở đoạn này, hình ảnh bông hoa gạo nở đỏ đỏ gật và wow, nhà hoài chú chim bay đến đậu trên những nhành hoa gạo, làm những bông hoa gạo này rơi xuống ở đoạn ở đoạn này là đoạn mở bài tác giả đã tả bao quát cây gạo già mỗi khi bước vào mùa hoa tiếp theo chúng ta sang đoạn 2 khi hết mùa hoa thì cây gạo đã trở về với sáng vẻ xanh mát trầm tư ở đoạn này là đoạn thân bài tác giả đã tả cây gạo già sau mỗi mùa hoa đấy các em tiếp theo chúng ta sang đoạn 3 Đoạn 3 cũng chính là đoạn kết bài Tác giả đã tả cây gạo khi tạo quả Đây là chính là nội dung chính của từng đoạn Đoạn 1 mở bài Tả bao quát cây gạo già mỗi khi bước vào mỗi mùa hoa 2. Phần thân bài Tả cây gạo già sau mỗi mùa hoa Phần 3 kết bài Tả cây gạo khi tạo quả Vậy ở đây bạn nào cho cô biết Bài văn cây gạo tác giả đã miêu tả theo trình tự nào? À, chắc các em đã suy nghĩ ra rồi đúng không? Ở bài văn này, tác giả đã miêu tả theo từng thời kỳ phát triển trong một năm, từ lúc cây gạo ra hoa cho đến khi cây gạo kết quả đấy các em. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài cây gạo, bây giờ cô có mời các em cùng cô sang bài 2. Bài 2, lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học. A, tả lần lượt từng bộ phận của cây. B, đã lần lượt từng thời kỳ phát triển của cây. ở bài này yêu cầu chúng ta lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học. hai cách chúng ta vừa tìm hiểu cách 1. tả lần lượt từng bộ phận của cây, cách 2. tả lần lượt từng thời kỳ phát triển của cây. cô mời các em quan sát hình ảnh một số cây ăn quả quen thuộc nhé. Ở đây cô có hình ảnh cây đu đủ Cây sồi Cây nhãn Cây chuối Cây mít Và cây bưởi Cô đã chuẩn bị cho các em hai dàn ý mẫu Bây giờ cô mời các em theo dõi nhé Dàn ý một tả cây chuối Tả theo từng bộ phận của cây Một mở bài Cây chuối tiêu trồng ở góc vườn nhà bà ngoại em Hai thân bài A. tả bao quát Cây chuối cao, to, mọc cùng một bụi chuối xanh tốt B. Tả từng bộ phận rễ bám sâu, tỏ rộng, gốc hơi phình, to hơn phần thân Thân xốp, nhẵn bóng, màu đỏ tía Lá to và dài như cái quạt ba tiêu buồng chuối dài, em đếm được hơn cả chục nải. Các nải chuối úp sát nhau, quả to làm cho cây nghiêng mình, triểu xuống, có quả đã ngã vàng. Chuối chín, hương thơm phẳng phất, quỷ ngọt đậm đà. Chuối dễ trồng, ăn ngon. Ba kết bài, em thường giúp bà chăm sóc khóm chuối. Tiếp theo, cô mời các em sang dạng ý thứ hai. Dạng ý tả cây cam đã từng thời kỳ phát triển của cây một mở bài cây cam ở vườn nhà em hai thân bài a tả bao quát cây cam xanh tốt nhìn như một cái nấm khổng lồ màu xanh mướt b tả chi tiết ngày mới trồng nó cao khoảng 1 mét cành gầy guộc thế mà giờ đã ra hoa kết quả gốc cây mới to bằng cổ tay người lớn cành cây nhỏ, gầy, vuông ga đón ánh nắng mặt trời. Mùa sưng ép trong gòm lá là những chùm hoa màu trắng muốt, hương thơm thon thoảng mà gọi lũ âm bướm đến hút mặt. Khi quả lộ ra, đầu tiên bằng hòn bi que, hoài hôm đã bằng cái chén, rồi bằng cái bát. Mùa hè đến, cành lá xanh um, quả sai chịu cành. Mùa thu đến là lúc quả Cam to bằng cái bát đã chuyển màu vàng, cam đã đến mùa thu hoạch. Quả cam có vị ngọt mát, từng múi cam mọng nước. Phần 3 kết bài, em rất thích ăn cam ở nhà mình. Cây cam có rất nhiều ít lại, nó không những là thứ quả cho cả nhà em thích mà còn làm cảnh nhà em thêm mát mẻ. Vừa qua cô vừa giới thiệu với các em hai dạng ý tả cây ăn quả quen thuộc khi lập dạng ý miêu tả cây ăn quả hoặc là cây cối các em cần lưu ý cho cô một số điều cấu đạo bài văn miêu tả cây cối gồm có bao phần phần 1 mở bài phần 2 thân bài phần 3 kết bài mở bài tả hoặc giới thiệu bao quát về cây thân bài tả từng thời kỳ phát triển của cây hoặc Tả từng bộ phận của cây kết bài nêu ít lại của cây hoặc ấn tượng đặc biệt đối với cây hoặc tình cảm của người tả đối với cây các em cần ghi nhớ kiến thức về cấu tạo bài văn miêu tả cây cối nhé và hàng chỉnh dàn ý chi tiết bài văn miêu tả cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học để tiết sau có thể vận dụng tốt vào việc viết một bài văn miêu tả cây cối nhé cuối bài cô chúc các em chăm ngoan học tốt cô chào các em